Chào cả nhà. Hôm nay mình làm món bánh xèo, chiên bánh xèo hến. Mình chiên bánh xèo hến thì có được cái mình có được cái củ hủ dừa này là quý đi ra vườn gặp cây dừa nó bị đuông ăn á, cái quý chặt vô được cái củ hủ dừa mà dừa xiêm nên nó nhỏ, mình đủ chiên bánh xèo. Bây giờ tới cái công đoạn bột bánh xèo, mình mua bịch bột người ta pha sẵn. Xong rồi mình để vô 2 muỗng bột nghệ. Đây là nước cốt dừa mình đã vắt sẵn, bây giờ mình đổ vô mình quậy luôn. Đây là phần hến mình đã chuẩn bị, mình xào sơ qua rồi. Còn tép thì mình chỉ làm sạch rồi để một chút mình chiên mình để vô. Đây là nước mắm. Nước mắm tỏi ớt mình làm sẵn. Mình đập vô 2 cái trứng gà để chiên cho nó tróc, nó không bị dính. Thêm vô nữa. Thêm. Con này mình chiên bằng mỡ. Có người chiên dầu. Mình chiên bằng mỡ. Đậu hành vô luôn. Cái này thì có thêm nước nữa không? Thêm. Quậy đi rồi thêm nước vô. Cái này mình quậy trước thôi, rồi quậy xong mới sắp đó hả? Mình để đây đi rồi lát mình quậy tiếp nữa. Cho nó tan ra. Nãy hái lá cách rồi hả? Đây, bánh xèo này mình hái lá cách ở vườn nhà mình. Chỉ có mua thêm số cải bẻ xanh với số rau sống. Đây là để cho bích tiên mất tiêu rau sống. Đúng lắm thấy rồi. Rồi mình để đây đi, lát nó nở ra nữa, giờ mình sắt cái cà hủ. Cái dừa này nó non quá. Rồi chưa có lưỡi mèo nó đâu có hoài đâu có. Quên. Có hoài nó mới có lưỡi mèo chứ. Cái dừa này chưa có hoài. Bỏ chân đó. Đây hai cái ghế ngồi nữa mà. Không. Rồi giờ mình xào cái củ hủ dừa này cho nó chín rồi mình chiên mình để vô. Bỏ cái này trong nước thôi đó. Để rồi chứ, chưa để rồi chút con thấy nó khô rồi thôi. Bầu 5 tháng. Hình như bị phỏng vậy. Thấy không? Không nóng hả? Mà mới có nóng không á? Hơi nóng nóng. Nóng là bị phỏng. Ừ. Sao đụng đâu vậy ta? Cái chuyện đụng với cái chảo á. Ừ. Dặn nước lạnh nữa đi. Cái cục đá kìa. Dít cái cục đá trong nước mía đó. Đụng chả hồi nào hôm nay mày giờ nó nóng. Cái cục đá trong nước mía. Đây là quá trái mà. Không, không có. Con nó vừa, vừa nó vừa.
Này mỡ vô đâu xì dầu ăn hả? Mỡ dầu ăn bị dính nha. Thế thấy là gọn quá vậy. Ừ. Khét rồi. Nó vậy vừa chứ đâu khét. Phải không? Tại cái tàu hủ dừa của mình á, mình không có làm bẫy á, cho nó không có trắng. Rồi đủ ăn rồi. Ừ. 5 cái rồi. Cả nhà bánh xèo. Bánh xèo cả nhà ơi. Xèo tắm hơn. Chiên sáng giờ luôn. Bánh xèo tươi lắm. Bánh xèo hơn tắm lần cả nhà. Nó cắt đi. Cái đám cải thằng Quý là mốt mà bánh xèo được á. Chừng nào nó lên. Chén tưới cho dữ. Nè, phải cắt nè. Xèo găm nè. Cắt cá nè. Ăn bánh xèo không được. Cũng được. Ăn mấy gì này được không? Mình còn tục cái đầu. Bánh xèo thích ăn cái gì á? Ừ, ăn cái đẹp nha, để nhân đi cho em. Không, ăn rau mùi xích. Rau mùi xích là rau gì? Tía tô. Tía tô là mùi xích. Kêu rau mùi xích. Ngon mùi chết, ăn mùi xích. Cái cây ăn gì phải có rau húng lũi nè. Mì qua này. Đó. Mì, mì quảng á, phải có rau húng lũi. Đây. Mày không biết có bánh xèo không á nha, ăn cái coi. Rồi. Chừng cái xèo luôn. Xèo. Nó đầy luôn. Nó chiên có xèo xèo không ta? Có chứ. Chỉ có đúng bánh xèo chứ. Đây. Em mời cuốn xong. Mời cả nhà nha. Chấm mì nước mắm ăn xíu. Bánh cỡ này nhiêu cái ha? 20. Nó có chua không ta? Hơi chua. Hơi chua hả? Chảy, cái chua mà ngọt mới ngon. Mắm chua ngọt còn thấy chua chứ. À, chanh với Quý đem vô, chanh chín nước nhiều quá, nó chua. Bản cái nước chanh không có rồi. Có hành củ sắn mà chắc nhỉ nhiều nữa ha. Cái đỏ sáng quen. Củ sáng là đậm giống như chúng mình. Ừ, củ cái đỏ củ cải nè. Nhà cũng có cái đỏ là lúc này đi chợ quên dữ lắm. Bánh xèo ta có bánh xèo ăn được không? Bị đói thế nào muốn cũng quên được ghi miếng giấy. Không người muốn ăn đâu được. Ừ. Quen rồi. Từ từ vô sao cũng ăn mà vô sao mình ghé mình ăn hết luôn cay nó ra một thừa cái đó cho con ăn cái nhỏ đi. Vậy là con chưa ăn cái nào nha. Ừ. Ăn chung là không tính. Ừ. Sao bị tăng cân ha. Cái này ngay chỗ này mình có cái cây gì nè quên này. Ngon không nè? Cái trụ màu hay cái gì á. À, đó. Ừ, cái đá đó hồi đó bà nội hay cái hái ăn với bánh xèo á. Trụ mồi. Chỗ cái ổi đó, chỗ cái ổi lão. Tại vì ăn cơm như cái đổ rồi đó, mập lên. Mấy cái cơm nguội. Tái mập đen đen. Cái đó kêu cây cơm nguội hả? Dạ. Cay ăn mới ngon. Nó cay mới ngon nha, mà nó cay quá. Không hết. Cay quá, thành da quá cay. Mắm muối hả? Để mốt mưa xuống đi ăn sao? Chặt gì? Dạ, nó không nói, nó đem nắm bối đèn. Đèn ăn không ngon. Chưa được ăn. Mũi nó mối ăn gì? Ăn nó cũng ai mà yếu tụi mình ăn vô rồi mình nhất quá. Mình nó mòn. Cài nhất mình. Nắm mối sợ manh. Mua. Khoai nhân tạo mà. Ừ. Mà có nấm mối không? Mình còn men. Không mua thiệt, tiền giờ tiền đâu mua nữa. Giờ cũng chưa tới mùa. Tới mùa cái là tối ngủ không được. Chó sữa. Mấy người đi xôi.
mấy bà lão nào bệnh mà bà thèm nước mối mà ăn liền ép bộ kiếm mình liền theo kiếm lại. Mua cái nước mối về cô có nè. Nó tươi luôn. Chúng kiếm gì uống nước mới được, phải đẩy củi nó vô nè cho nó có thang. Đó là biết con chỗ mà bán nó mối mà giữ bà nó không biết ở đâu mà có ra nhiều dữ. Cái bà mà ngồi gần cái tiệm giải mà trên Tân Thạch á, đường ra Vinh Thọ cũ á, tới mùa một cái là bà tải ra bà ngồi đó, nào nắm bích có, nắm tàn có, nắm dừa dừa có, không đóng á. Bà đi mua rồi bà bán rồi. Quá trời luôn, năm nào đi ngang cũng thấy bà ngồi. Thầy, mấy người nó mối phải ở đây. Đây. Đâu á, mới mua ở dưới Cần Thơ á, cẩn trọng nó mối, cái nhiều lắm, rẻ. Mối 25.000 ký vậy. Nó mối gừng hả? Nó được, không phải rất là xa mà nó gì. Đất đỏ. Chắc ăn không ngon bằng nấm mình ha. Vô gừng tràm lại. Tao phải hỏi gì không? Đương nhiên rồi. Sao ngon chắc luôn á. Không ăn ngon bánh xèo nữa. Giờ đang bánh xèo, bà bánh xèo. Cuốn với thằng Do tại. Ai cuốn à? Nó có cục. Ai cuốn à? Nó mối mà ngay chỗ chợ Tân Phước nó bán ở biển nhỏ nhỏ cũng ngon nữa. Dạ, thầm đây. Xong. Xong. Thôi, ta tắm rồi, ngay chỗ cục. Chào bà Tâm. Chào bà nhà. Tâm đi. Trời, tâm dạ, đi cả nhà nha. Xèo ăn ngon mà no quá. Em chào Tâm đi cả nhà. Kỹ ăn cơm luôn rồi. Còn nhiêu đây mà không gán hết. Đâu làm dễ. Mấy mười mấy cái lắm. Năm bảy nổ quá.